Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì đơn vị chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu nhà rất là mới nhưng mà nó rất là quen thuộc với tất cả mọi người. Đây là một mẫu nhà vườn hay còn gọi là nhà cấp 4 mái Thái. Thì cái mẫu nhà này thì là chúng tôi đang thiết kế cho nhà anh Sinh ở Liên Phương Hưng Yên nhé. Thì cái nhà cấp 4 này ấy, thì là nó có các cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là nó sẽ có hai hướng, một là cái hướng phía trước này, hai là cái hướng nhìn ở phía bên cạnh này vào này. Thì tí nữa chúng tôi sẽ có các cái phối cảnh từng hướng một và nhìn tổng thể từ trên xuống để các bạn dễ hình dung. Đấy. Sau này thí dụ như là các bạn nhờ đơn vị chúng tôi tư vấn thiết kế hay là không, các bạn cũng có thể là sử dụng cái mẫu nhà như này để các bạn xây cho mình một cái ngôi nhà mơ ước nha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái mặt bằng của cái ngôi nhà này, này. Cái ngôi mặt bằng ngôi nhà này thì được thiết kế với chiều dài của nhà, tức là chiều sâu của nhà đấy, là 16 mét. Và cái chiều rộng của nhà là 12 mét. Đấy. Thì là cái phần khuyết như này là chính là cái phần sân vườn. Và sau này cả cái khu này nó sẽ là cái cổng và đường ở phía ngoài này. Đấy. Thì với cái diện tích như này ấy, thì là chúng ta có thể là chia thành 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp cộng ăn. Đấy. 3 phòng ngủ này thì là nó sẽ chung một vệ sinh và một cái phòng ngủ có một cái vệ sinh riêng cho cái phòng ngủ này. Đấy. Cái phòng ngủ này ấy, thì là nó sẽ được dành cho bố mẹ hay là dùng cho cái gọi là cái phòng ngủ chính. Cái phòng ngủ chính này nó bao gồm cả vệ sinh này thì là nó phải được thiết kế tối thiểu là từ 15 cho đến 20 mét tùy theo các cái kích thước mà các bạn có thể sử dụng để làm sao nó đảm bảo được có cái vệ sinh ở bên trong để sử dụng cho nó hợp lý nhé. Đấy, còn với cái phòng ngủ thứ hai này ấy, thì nó chỉ rơi khoảng 13 mét thôi, nó không bao gồm vệ sinh, nó sẽ sử dụng chung cái vệ sinh này cho hai phòng ngủ 3 và phòng ngủ 2 và khách bếp. Đấy. Thì các cái phòng ngủ 2, 3 này thì sử dụng cho thí dụ như là không phải là phòng ngủ chính hoặc con, hoặc là con trai con gái hay là phòng ngủ riêng biệt. Đấy. Thì với cái mặt bằng này ấy, thì chúng ta sẽ đi vào từng phần chi tiết sau. Đấy. Với cái khu sân phía trước này thì là sảnh chính sẽ vào từ cái hướng sân này, đi vào sảnh này, xong là vào phòng khách này. Đấy, xong là đi vào các cái khu liên hợp, thí dụ như là bếp ăn này, phòng ngủ này. Đấy. Ở ngoài đây nó còn một cái sảnh nữa, đó là cái sảnh phụ. Bên cạnh này nó có cả cái khu vườn hoa này, để khi mà có một cái góc view nhìn từ phòng khách ra thì nó rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy. Mình cũng có thể là đi từ sảnh này vào được, cũng có thể là đi vào đây được. Nếu mà nhà nào rộng thì cũng có thể là làm cái hành lang ở đây để đi vào cái sảnh này. Thí dụ như đi ra tham quan các cái vườn hoa bên cạnh này thì nó cũng sẽ rất là đẹp. Đấy. Thì đây là cái phương án để chúng tôi đưa ra để cho các bạn tham khảo. Và dựa trên một cái lô đất của nhà anh Sinh mà chúng tôi đã đưa lên cái phương án như này. Đấy, thì bây giờ chúng tôi sẽ đi vào các phần chi tiết này. Phòng khách này ấy, thì là chúng tôi đang để với diện tích là 22 mét. Đấy. 22 mét này thì nó sẽ bố trí được những gì trong đây. 22 mét thì nó bao gồm phòng khách này kết hợp với phòng thờ này. Nếu mà các bạn muốn gọn gàng ấy thì các bạn nên sử dụng các cái bàn thờ treo nhá, hoặc là kết hợp giữa bàn thờ và kệ tivi nhá, thì nó rất là gọn. Đấy. Tiếp đến là vào đây là cái khu vực hành lang này. Trong đây thì là ở bên cạnh này là cũng có cả cái bồn hoa này. Khi mà mình đi ra đây thì nhìn thấy các cái view dàn hoa này cũng rất là đẹp. Đấy. Cái phòng ngủ này
là cái phòng ngủ chính, thì nó có các cái hướng cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, mà nó có cái bồn hoa sau này mà chúng tôi sẽ thiết kế ở đây này. Đấy, và vệ sinh nó cũng có cửa sổ nhé, thì nó sẽ rất là thoáng cho cái phòng ngủ này. Cái phòng ngủ chính này chúng tôi thiết kế nó là 16,5 m. Đấy, bao gồm này, cái này là các bạn biết cái gì không? Đây chính là cái tủ quần áo đấy nhá. Và đây là cái giường này, còn đây là táp này, có đèn này, còn đây là bàn học hay bàn làm việc hay là bàn trang điểm cho chị em nhé. Đấy, còn đây là cái bàn cầu này. Đấy, còn đây là cái sen này, và đây là cái lavabo nhá. Đấy là cái phòng ngủ thứ nhất này. Và tiếp đến cái phòng ngủ thứ hai, hay là còn gọi là cái phòng ngủ con trai hay con gái, là tùy các bạn sắp xếp nhé. Đấy, thì nó cũng có cái kệ tivi này. Đấy, và đây nó là cái tủ quần áo này, giường này, và đây là bàn học này. Đấy, tiếp đến là cái khu vệ sinh này. Đấy, khu vệ sinh này thì nó có lavabo này, sen tắm này, và cái bàn cầu này, cũng có cái cửa sổ để cho nó thông thoáng cái khu vệ sinh nhé. Cái diện tích của cái phòng ngủ 2 này là diện tích là 13 m. Đấy, thì nó sẽ có kích thước ở đây rồi. Tôi sẽ đem sẵn ở đây, và các bạn cần thì các bạn cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Thì cái số điện thoại của công ty chúng tôi là 0986357835 đến số online nhé. Và các bạn gặp trực tiếp tôi là Cà Thế Thiết nhé. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn, hay là các bạn cần cái mẫu gì tham khảo thì các bạn cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ gửi mẫu cho, thì không cần thiết phải là nhờ bên tôi thiết kế đâu nhé. Và tiếp đến nó là cái phòng ăn này. Cái phòng ăn và cộng với bếp, thường là cái bếp bao giờ nó đi kèm với phòng ăn để cho nó tiện cho gia đình mình sử dụng. Cái bếp này thì khi mà vào đến cái diện tích bếp này thì chúng tôi bố trí nó là 16,5 m. Thì nó bao gồm bàn ăn đây này, các bạn nhìn thấy cái bàn ăn này không? Bàn ăn có thể là 6 người hoặc 8 người tùy nhé. Đấy, sau đó là đến cái chậu rửa bếp này, sau đó là cái bếp này, và đây khu vực này là tủ lạnh nhé. Các bạn cũng có thể là bố trí được, nếu như các bạn mong muốn để cho cái nội thất của mình nó đẹp ấy, thì khu vực này các bạn có thể là cái gì nhỉ, là cái tủ rượu này, hay là cái ban thờ, bạn cũng có thể kết hợp ở đây được. Nó rất là hay. Đấy, nó tiện. Cái thứ ba nữa là chúng ta vào cái phòng ngủ thứ ba này. Ngủ thứ ba này thì chúng tôi thiết kế với cái diện tích là 13 m. Nó cũng có đầy đủ công năng, nào là tủ quần áo đặt nào đây này, sau đó là giường này, táp này, táp ở đây bạn cũng có thể dùng mà cũng có thể không nhé. Nhưng mà để mà cái phòng mà nó đầy đủ các cái công năng này nên có. Đấy, và bàn làm việc, và bàn trang điểm, hay là bàn học, học cho các cháu thì là tùy. Đấy là cái sơ đồ mặt bằng nó như thế. Với cái diện tích này ấy, thì bạn có thể nhiều cách bố cục khác nhau, tùy theo nhu cầu khác nhau của mỗi gia đình. Đấy, đây là tôi chỉ đưa ra một cái sơ đồ đất của nhà anh Sinh, và lên một cái phương án lựa theo cái nguyện vọng của gia đình. Cần 3 phòng ngủ và phòng khách, phòng bếp thì chúng tôi đã lên cái phương án thiết kế này để đưa ra cái giải pháp tối ưu cho nhà anh Sinh. Thì các bạn có thể tham khảo vào cái mẫu này nhé. Và có rất nhiều nhà vườn, rất nhiều dạng nhà cấp 4 rất là đẹp. Và sau này chúng tôi sẽ giới thiệu, lần lượt chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn, để các bạn hình dung, để các bạn có thể là vận dụng, và để xây cho nhà mình một cái ngôi nhà nó hợp tình hợp lý và nó đẹp. Đấy. Khi mà đã xong mặt bằng này thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn các cái phối cảnh, các góc, để các bạn hình dung về cái ngôi nhà này, các góc của nó như thế nào nhé. Đây
Đây là cái phối cảnh thứ hai khi mà nhìn từ sân nhìn vào. Đây là cái không gian của cái phòng khách khi mà mình đi từ sân vào thì bước vào cái phòng khách đây. Đây cũng có thể là cái này, cái sảnh, đây là gọi là cái sảnh phụ. Mình cũng có thể là vào phòng khách. Đấy. Và cái không gian này là chính là cái không gian phòng ngủ nha các bạn nhé. Cái không gian phòng ngủ này. Còn nối tại đi thẳng vào đây nó sẽ là cái khu vực bếp. Đấy, bếp để cho khi mà chúng ta mà đi chợ đi búa vào sân xong là để xe thì mình có thẳng đi vào bếp được, chứ không thiết phải đi qua phòng khách thì cái điều đấy nó là hơi tối kỵ nha các bạn nhá. Thì đây là một cái dạng nhà mái Thái, một cái dạng nhà mái Thái mà rất là quen thuộc với người dân của chúng ta nhé. Thì đây là cái phối cảnh cái sân nhìn vào để cho các bạn dễ hình dung. Tiếp đến ý, là cái phối cảnh từ đường vào. Đấy, thì cái hướng này tôi muốn phóng to lên và tôi muốn nhấn cho nó cái góc này mà được nhiều người nhìn nhất. Nó phô ra những cái đẹp của ngôi nhà. Đấy. Đây này, phía trước này có bồn hoa này. Đấy, và đây là cái sảnh phụ vào phòng khách này. Và đây cũng là có một cái sảnh vào khách này. Đấy. Cái này nhá thì hiện giờ chúng tôi đang làm cho nhà anh Sinh ấy, thì cái này nó là cái mái bê tông cốt thép nhá. Các bạn cũng có thể là sử dụng các cái vật liệu nó rẻ hơn, ví dụ như là tôn để sử dụng nha, cũng có thể được nha các bạn nhé.